Rồi một cây linh sam cuối cùng là cây linh sam phớt hồng rồi, với có cái dáng đổ. Cây này có giá là 300k. Tỷ lệ đây. Rồi. Cây phớt hồng đây này nha. Cây này là linh sam phớt hồng nha. Có dáng là 300k nha quý vị. Rồi xin kết thúc nha. Con của nó đây. Quay ra ngoài sau cho quý vị xem. Quay tiếp tục luôn. Đây. Cây này linh sam phớt hồng nha quý vị. Có cái dáng đổ nha. 300k nha. Phớt hồng là màu trắng, nó có cái viền màu hồng nha quý vị. Rồi xin kết thúc. Rồi một cái linh sam trắng hồng 300k. Rồi xin kết thúc.